Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và khi chiều thì sau khi mà làm cái lễ thông xe xong thì người ta còn phải dọn dẹp nữa thì mới thông xe được. Và bây giờ em đã quay lại đây thì thấy đã được thông xe rồi anh chị. Ok, đây là lượng xe đổ từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ, đổ về công viên Hoàng Văn Thụ và đường Hầm Chui Trần Quốc Hoàng ha. Trước mặt chúng ta là con đường đã thông rồi. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đi xuống đường hầm nha. Và lúc này xe đang chạy nhiều quá, mình đợi xe thưa thưa bước rồi mình ra đường anh chị ơi. Rồi ok, đi nào anh chị ơi. Xuống đường hầm. Ủa sao không ai thấy ai xuống vậy? Xuống nào. Rồi, xuống đường hầm. Đây là cảnh đường hầm về đêm. Để em coi thì coi về đêm thì cái máy của em quay có thấy được gì hay không nha. Ok, để em coi lại coi nha. Ôi trời ơi, nó tối thui vậy ta. Nếu mà ai đi thẳng ra con đường Thăng Long thì mới về hướng này thôi. Và thật sự đi hướng này ra con đường Thăng Long và về Cộng Hòa thì nó cũng đỡ kẹt xe rất là nhiều ha. Đó, khi chiều họ dọn xong là họ cho thông xe luôn nè anh chị. Rồi bắt đầu thì bây giờ chúng ta cùng đi ra chính giữa đường nha. Đi đến giữa đường để mình đợi có người đi xong mình đi luôn cho nó vui đi. Cái đoạn này gần như là chưa có đèn đường nè anh chị. Đó, đèn đường chưa có ha, cho nên đoạn này nhìn nó tối. Trước khi mà đèn đường họ đã bắt xong rồi thì đoạn này nó sáng sủa lắm. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi nè anh chị ơi. Y chang như đường hầm Thủ Thiêm anh chị ha. Có điều là nó thoáng hơn. Đường hầm Thủ Thiêm thì nó có cái hầm phía trên. Nó có cái mái che phía trên. Còn con đường này thì nó thông thoáng hơn. Sáng quá. Mình ra chính giữa mình đi đi, ra chính giữa mình đi để. Bây giờ là khoảng 7:30 tối, gần 8 giờ rồi. Ủa mà sao đây là vắng chưa ta? Mình không thấy ai đi luôn vậy. Ok, và chúng ta đã lên hết đường hầm rồi đây. Rồi, lên hết đường hầm rồi ha. Cấm quay xe nè, cấm quay xe qua phía tay phải nè. Đây, cấm quay xe ha. Rồi, mình ra con đường Thăng Long và đi vào con đường Cộng Hòa. Hoặc là chúng ta có thể ôm tay trái để ra lại con đường Trần Quốc Hoàng. Ok, đây rồi. Đây, mình ra lại con đường Trần Quốc Hoàng ha.
Có lẽ đây là video cuối cùng rồi. Ngày mai đâu còn quay gì nữa đâu ở khu này đâu anh chị. Gần như là xong xuôi hết rồi. Còn mấy cái lặt vặt thì mai mốt mấy ngày nữa là họ sẽ làm xong thôi. Đây là video cuối cùng về hầm chui Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Truyện, Trần Quốc Hoàng, núi Cộng Hòa. Rồi mình ra tới đây là mình chỉ được quẹo tay tay phải thôi anh chị, tay trái là không có được rồi. Đây là dòng người đổ về từ sân bay Tân Sơn Nhất ha. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đi về với em trên con đường Cộng Hòa nha. Con đường này cũng được 6 làn xe anh chị, 2 làn xe, 4 làn xe, 6 làn xe đó anh chị. Hay là một lần nữa đi, một lần nữa chúng ta sẽ ôm cua công viên Hoàng Văn Thụ đi xuống lại hầm chui nha. Đây rồi, công viên Hoàng Văn Thụ. Đoạn đường này thì thường xuyên, rất là thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe luôn. Cái camera của em là không quay đêm được. Cho nên trong video này thì có thể là tạm thôi, xem tạm thôi. Nếu 10 điểm thì nó chỉ được 5 điểm là cùng rồi. Cũng mong anh chị thông cảm nha. Hướng nào ta? Ồ, kẹt xe đoạn dưới này rồi anh chị ơi. Nữa thì mời anh chị đi xuống đường hầm. Và ngày mai em hứa là em sẽ không quay lại nữa. Nếu quay lại anh chị xem nhiều anh chị mệt quá rồi. Anh chị mỏi mệt quá rồi. Xem nhiều anh chị chán quá rồi.
có người dừng lại chụp tấm hình. Quá vui luôn anh chị ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng ra đường Cộng Hòa. Mình sẽ về con đường, ra con đường Thăng Long và về Cộng Hòa nha. Và bây giờ đợi ngày 31 tháng 12 năm 2024 là con đường Trần Quốc Hoàng sẽ được đưa vào sử dụng nữa thôi. Là coi như cái tuyến này thông suốt luôn anh chị. Như vậy chỉ còn 120 ngày nữa chứ mấy. 120 ngày nữa là con đường Trần Quốc Hoàng đưa vào sử dụng. Nhưng chỉ có một điều lo ngại lớn nhất là có tới 60 mấy căn nhà, mấy chục căn nhà trên con đường Trần Khánh Dư. Bây giờ họ còn chưa đập bỏ, chưa di dời đi và cũng chưa có nhà mới để họ dọn vào nữa. Cái này em thắc mắc là không biết là nếu 120 ngày nữa là xong thì chắc chắn là mấy ngày nữa trong tháng này họ phải tiến hành di dời những căn nhà trên con đường Trần Khánh Dư. Nhưng mà di dời rồi thì gì sẽ di dời đi về đâu đây? Anh chị comment để em biết giúp em với. Họ sẽ chuyển đi để trả lại mặt bằng để làm đường. Như vậy họ sẽ chuyển đi đâu vậy anh chị? Phải có những căn nhà tái định cư để họ chuyển vào ở. Nhưng mà cái nhà cũng chưa chuyển đi và khu tái định cư cũng chưa xây. Như vậy là cái việc hoàn thành 31 tháng 12 năm 2024 không biết là có kịp hay không ha. Và đây là con đường Cộng Hòa anh chị. Sau này cái lượng xe, lượng người tham gia giao thông sẽ được con đường Trần Quốc Hoàng chia sẻ bớt. Như vậy thì trong tương lai cái đoạn này sẽ giảm người hơn, ít kẹt xe hơn. Nhưng mà một điều đáng lo ngại rằng là ngay cái đoạn con đường C12 Cộng Hòa đó cũng rất là dễ gây ra tình trạng kẹt xe. Bởi vì nơi đó giao nhau giữa hai con đường Trần Quốc Hoàng và đường Cộng Hòa. Nhưng mà chưa hết đâu. Chuẩn bị họ sẽ thi công hầm chui Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý nữa anh chị. Người ta sẽ thi công hầm chui Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý nha. Bây giờ mời anh chị cùng đi lên cây cầu cầu vượt Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám.
mình cùng đi xuống cầu vượt thôi. Sắp tới là họ sẽ thi công hầm chui. Ủa hầm chui hay là cầu vượt ta? Em nhớ là hầm chui nha. Hầm chui Tăng Kỳ, Tăng Quý và con đường Cộng Hòa chính là ngay cái vị trí này đây anh chị ạ. Ngay vị trí này sẽ thi công một cái hầm chui. Chứ cái đoạn này hay xảy ra tình trạng kẹt xe gần như là thường xuyên luôn. Con đường C12 Cộng Hòa đây. Con đường C12